Xin chào tất cả bạn, ngày hôm nay thì công ty Cầu Bịp phải làm một cái video để giới thiệu đến các bạn cái kính mỹ 9D nhìn xuyên bài. Để trước mặt các bạn là cái kính mỹ 9D nhìn xuyên bài này. Mình sẽ cho các bạn xem cái cấu tạo của kính này. Với kính này thì bên này mình nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về. Khi các bạn đeo kính này vào mắt là bạn nhìn thấy bài là như chơi bài ngửa luôn. Đấy. Đây cấu tạo này. Đây là cái lọ đựng mắt len của nó này và bên trong có một cây đeo. Cái ưu điểm của cái kính mỹ 9D này là khi các bạn đeo là êm mắt này, không đau mắt, không quặn mắt và thời gian đeo lâu. Nó so khác so với kính ngày xưa. Đây tôi cho bạn xem cái mắt len kính này. Đây. Nhiều câu hỏi đặt cho tôi là cái màu kính này, cái màu tím tím như này thì đeo mắt thì người ta có sợ người đối diện phát hiện đâu. Mình khẳng định luôn là khi đeo mắt lại nó khớp với cái màu con mắt của bạn luôn. Người đối diện là không thể nhìn thấy. Đây các bạn dùng các bạn đeo một cây đeo này. Nó rất là dễ đeo thôi. Không có gì khó cả. Đấy các bạn cho lên cái cây đeo như này. Chiều là cũng được. Đấy, nhìn thấy chưa? Sau đó các bạn áp vào mắt là các bạn nhìn thấy bài này như chơi bài ngửa luôn. Thì các bạn lưu ý cho mình này, bài ấy, là phải đi theo kính là bài như mình nhá. Còn bài ngoài chợ thường là không thể nhìn được. Nhưng mà bài như mình thì có tất cả những cái mẫu bài ở trên thị trường. Bài gì là mình có mà nó giống hệt cái bài bình thường luôn. Thì khi mà chưa đeo kính thì nó sẽ bình thường như này. Thì đây là cái kính thử. Thì tôi sẽ đeo vào mắt camera để các bạn nhìn thấy bài xem nó sẽ như nào nhé. Tất nhiên thì cái kính thử khi đeo vào camera nó sẽ không thể bằng cái mắt kính 9D khi bạn đeo mắt được. Rồi tôi sẽ cho bạn xem này. Đây bạn nhìn thấy đây con quy này. Đấy. Các bạn nhìn chưa? Quy này. G này. 10 này. Con 10 là móc chìa khóa này. Đấy. 9 này. 8 này. 7 này. 6 này. 5 này. 4 này. 3 2 này. Át này. Đấy, các bạn nhìn là rất là rõ nét luôn nha. Con này con ca cơ. Đấy. Đấy cho bạn xem là ca cơ này. Đấy. Cái con ca cơ thì nó có một cái chấm bên tay phải này, chấm một chấm này là gọi là ca cơ. Đấy các bạn có thể nhìn thấy chất luôn. Gì 10 này. Đấy, các bạn nhìn là rõ nét chưa? Khi bạn chơi bài nhìn chưa bài ngửa đấy, bạn đánh môn gì chiến thắng 100% luôn. Còn cái gạch ngang ở trên này là con ca chuồn hay gọi là con ca tép ngoài Bắc. Đây. Tép này. Đấy, chất tép này. 10 tép này. 9 tép này. 8 này, 7 này, 6 5 4 này. 3 2 át này. Đây con ca này là con ca rô nha, nó đánh gạch này. Đấy, nhìn chất rất là rõ ràng. Đấy khi bình thường thì gì nhìn ở trong đây như này. Các bạn lưu ý là khi các bạn sử dụng cái kính thử này không thể nét bằng cái kính các bạn đeo mắt được, nó sẽ rõ hơn nhiều. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Khi bỏ kính ra này. Đấy, bình thường luôn. Đấy thì các bạn có nhu cầu mua hàng, các bạn có thể qua trực tiếp hai trụ sở Hà Nội và Sài Gòn để các bạn test hàng. Với cái kính này mình lưu ý lại các bạn phải đi theo bài bên mình cung cấp nhé. Các bạn luồn bài vào chơi thì bài bên mình có rất nhiều mẫu bài. Chẳng hạn như là bài kim cương này. Bài xanh 2K này. Đấy. Bài trắng 2019 này. Rồng đỏ, rồng vàng. Rất nhiều mẫu này, anh em vùng miền lựa chọn chơi. Còn các bạn ở nước ngoài thì mình có những cái mẫu bài để tự đặt các bạn đặt được luôn. Đấy, hay là bài nhựa rồi như này. Đây là bài nhựa nhé. Nhựa xanh, nhựa đỏ. Đấy. Đấy rất nhiều mẫu bài nhựa cho bạn lựa chọn. Và bài đô la trắng, đô la vàng. Đấy, cái bài này mình tới chơi rất nhiều. Bài xẹt quạt. Đây là bài xẹt quạt. Thì các bạn có thể qua trực tiếp trụ sở nhá, ở Hà Nội và Sài Gòn nhá, để mà test sản phẩm. Còn các bạn ở xa thì mình sẽ gửi đường bưu điện, đường xe đò về cho các bạn là chơi. Thì mình là một trong những đại lý lớn ở Việt Nam phân phối về cái đồ cầu bịp này, cho bạn yên tâm về giá cả này. Các bạn mua cái gì thế thôi, mua phải mua ở chỗ lớn như cửa hàng bên mình. Đây là một số nhỏ, phần nhỏ để mình trưng bày thôi. Còn qua kho này rất nhiều đồ, cái đồ gì cũng có, bầu cua tài xỉu sóc đĩa đủ hết. Thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho anh em xem cái máy đánh bài má vạch, một trong những công nghệ đánh bài bịp đỉnh cao nhé. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty máy đánh bài bịp CVK này làm một cái video để giới thiệu với các bạn cái sản phẩm là máy đánh bài bịp mới nhất của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu với các bạn cái máy đánh bài CAC 700, đấy được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus. Đấy, rất là đẹp luôn máy. Tiếp theo là một con máy đánh bài CVK 900, được ngụy trang trên một chiếc iPhone 12 Pro. Đấy. Và CVK 680S
được ngụy trang trên này một chiếc iPhone 8 Plus đấy, rất là đẹp luôn. Và một con máy bài CVK được ngụy trang trên này một chiếc máy Samsung đấy. Tôi sẽ đi vào chi tiết test cho các bạn từng con máy để thấy tốc độ của bài nó như nào nhá. Đầu tiên là tôi test cho máy bài CVK này. Con máy bài là con máy bài mới nhất của hãng CVK, hỗ trợ 12 camera và tốc độ vào bài là nhanh nhất bây giờ luôn đấy. Đây là một cái dòng máy bài cao cấp của hãng. Mỗi một cái máy đánh bài này thì nó sẽ có một cái mật khẩu riêng chỉ có các bạn mới đăng nhập được. Với cái máy đánh bài này các bạn có thể chơi được tất cả môn bài ở Việt Nam, ngoài Bắc có trên 3 cây này, liêng, sâm, phẩm, trắng. Trong miền Nam các bạn chơi được bài cào này, bình sập sám này, bình Ấn Độ, gò hơi lá biểu. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn thử cái môn bài đó là môn bài liêng nha. Khi các bạn chơi ạ, là các bạn không thể để cái loa kia này được, nó sẽ kết nối vào một cái tai nghe như Bluetooth như này. Đấy. Đây. Nó sẽ kết nối vào cái tai nghe Bluetooth này, rất là nhỏ và gọn. Đây cho các bạn xem tai nghe Bluetooth siêu nhỏ nó này. Đấy. Rất là nhỏ luôn. Đấy, tôi vừa đặt cái máy ra nó đọc cái bài đó, đặt nó báo ngay. Đấy, nó rất là nhanh luôn. Đây, đặt nó báo đây. Đấy. Môn bài liêng máy báo 2 là 2 lớn nhất rồi đấy. 2 là 7 điểm, 1, 2 đây 7 điểm này cho bạn xem, 7 điểm là lớn nhất trong cái môn bài bán bài này. Những nhà này số 1 này đấy, nhà này là 5 này. Trong quá trình các bạn chơi nhé là các bạn phải tăng giảm số người chơi bằng nút âm lượng ở đây đấy. Tôi sẽ test cho các bạn một ván nữa này. 5 người chơi. Đấy, tôi sẽ bắt đầu test cho các bạn 5 người chơi này. Máy khi bài mà các bạn chơi bạn đặt xuống là nó báo. Và người ta cắt đi là báo tiếp. Đấy. Vẫn 5. Đấy, cắt là báo. Cắt lại các bạn này. Cắt này. Đấy. Khi các bạn đặt bài xuống bạn cắt đi nó báo lại tiếp. Năm người chơi đều báo 2. Đấy. Đây, 7 điểm này. Lớn nhất. Đấy. Những nhà lại không qua được cái nhà 7. Đấy thì test cho bạn qua vậy để bạn thấy tốc độ báo ảnh của nó. Các bạn lưu ý như mình để báo máy báo là nhanh và chuẩn xác tuyệt đối luôn đấy, các bạn lưu ý như mình như vậy. Cái này thì chơi được rất nhiều môn bài, tôi sẽ chuyển sang cái môn bài cào ở miền Nam đi. Đây, tôi sẽ chuyển cho các bạn cái môn bài cào nhé. Chuyển môn chơi rất là nhanh luôn, chỉ cần 5 giây là chuyển xong thôi. Đây, môn bài cào này. Bài đặt ngang dọc không quan trọng. Máy báo 2. 4 người chơi. Môn bài cào ở miền Nam. Đấy. 1, 2 là 9 điểm lớn nhất này. Đấy, môn bài cào này. Những nhà còn lại không qua được rồi. Đấy. Tiếp theo, kép luôn các bạn một cái môn nữa là môn bài binh Ấn Độ. Đây con máy bài CRC 700 mới nhất hiện nay luôn. Test cho bạn gọi là binh Ấn Độ này, hay còn gọi là ba cây đôi. Hay gọi là binh sáu lá, trong miền Nam là binh sáu lá. Đây. Đặt là báo này. Máy báo 3 này. 1. Binh sáu lá là ở trong miền Nam chơi là chia sáu lá. Đấy, tôi sẽ cho các bạn xem này. Đây bài 1, 2, 3, mấy báo ạ? 3 này, đây là nhà lớn nhất này. Đấy. Đây là 9, 5. Đấy, chia là xếp này là 9, 5. Đấy, lớn nhất trong cái bán bài này. Những cái nhà này còn lại nó không thể qua được luôn. Đấy. Thì trụ sở cửa hàng là có 2 trụ sở.
một là ở Sài Gòn, hai là ở Hà Nội, các bạn có thể cho trực tiếp. Rồi tiếp theo thì sẽ test đến con máy CVK 9 chậm. Tôi sẽ test từng con một. Này tôi sẽ đánh cho các bạn một liêng nhá. Con CVK 900 sẽ đánh liêng nhá các bạn. Đây, để sẽ để đánh liêng nhá. Đây. 3. Đấy, 3 người, 3. 5 người chơi. Đang cài đặt 5 người chơi này vào 3. Đấy. 1 2 3 này, nhà 3 này. 6 này. Là lớn nhất. Những nhà còn lại không qua được luôn. Đây. Máy báo nó chuẩn xác 100% luôn. Con máy bài CVK 900 này các bạn nhìn này rất là đẹp luôn. Hỗ trợ là 13 camera. Đấy. Trên iPhone 13 rất là đẹp luôn. Báo nó cực nhanh và chuẩn xác. Tiếp theo giới thiệu đến các bạn con máy bài CVK 680. Đây. Đây là con máy bài CVK 680S. Đấy, test cho các bạn luôn. Môn là bài liêng. Đấy, test liêng các bạn nhé. Cái này thì đặt bài ngang dọc quan trọng. Phải đặt là bài dọc này. Ba, mình báo ba bốn người chơi đấy, các bạn thấy không? Quan trọng là khi bạn đặt bài xuống nó đã báo rồi, đấy là tốc độ báo bài của nó là như vậy, đấy chuẩn xăng trăm trăm luôn. Đấy. Bạn nhìn này, 1 2 3 này như này, đấy rất là ok luôn, báo chuẩn luôn. Các bạn chơi, các bạn tăng người chơi này, đấy tăng lên 5 người chơi này. Khi có người ra vào, các bạn bấm cái luồng lượng tăng hoặc giảm theo ý các bạn luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Máy báo 5 là 5 lớn nhất rồi. Đấy, liêng luôn này. 3, 4, 5 liêng luôn này. Đấy, máy báo 5 này. Đấy, rất là chuẩn xác luôn. Thế tiếp theo là một con máy bài tầm trung. Tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Đây. Đây là máy bài tầm trung, còn một của hãng CVK, máy tầm trung giá rẻ nhá. Không hẳn là rẻ nhưng mà là tầm trung. Mềm hơn những cái dòng cao cấp này. Để test cho các bạn xem luôn bài liêng luôn này.